Unit 8 Revisions 1 to be. Ở phần này chúng ta sẽ nói về một loại động từ. Chúng ta có hai loại động từ đúng không? Một loại động từ thường hay dùng để thể hiện hành động, chúng ta gọi đó là động từ thường, như là go, run, sleep, eat, have, want, like. Chúng ta có rất nhiều động từ thường. Tuy nhiên với động từ to be thì sẽ không nhiều như thế. To be sẽ là những động từ am, is và are. Và nó sẽ mang nghĩa là, thì, ở. Cả ba từ này, am, is, are, như các bạn thấy ra đây. Am, is, are đều cùng nghĩa với nhau. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay am thành is hoặc là is thành are được. Am thì chỉ đi với ngôi I, tôi. I am, for example, I am David. Tôi là David. Với ngôi is thì chúng ta sẽ đi với các cái, với to be là is thì chúng ta sẽ đi với các ngôi he, anh ấy, she, cô ấy, it, nó và những cái danh từ số ít khác. For example, she is in the house. Cô ấy thì ở trong nhà. Và với danh từ số ít nhé. For example, I have a cat. A cat is on the table. Một chú mèo thì ở trên cái bàn. Và với các bạn nhớ nha, is sẽ chỉ đi với các ngôi thứ ba số ít như là he, she, it và các ngôi thứ ba số ít khác. Còn khác với is, are sẽ đi với các ngôi you, bạn, we, chúng tôi, they, họ, bọn họ và các cái danh từ số nhiều. For example, we are tall. Chúng tôi thì cao. The cats are thin. Những con mèo này thì ốm. Two sentences. Where is the girl? Cô gái ở đâu? The girl is beside the boy. Cô gái thì ở bên cạnh chàng trai. She is beside the boy. Cô ấy thì bên cạnh chàng trai. Ở đây chúng ta có thể nhắc lại câu hỏi là where is the girl? Thì các bạn có thể trả lời là the girl. Nhắc lại the girl. Cô gái thì ở bên cạnh chàng trai. The girl is beside the boy. Hoặc các bạn cũng có thể thay the girl thành she. Cô ấy. She is beside the boy. Where is cloud? Cloud is opposite to the house. He is opposite to the house. Cloud đâu rồi? Cloud thì ở đối diện ngôi nhà. Cloud is opposite to the house. He is opposite to the house. Anh ấy thì đối diện ngôi nhà. Thì ở đây chúng ta cũng thể dùng nhắc lại là cloud hoặc là chúng ta thay thành ngôi he vẫn được ha. Where are Jay and Lee? They are next to Roswell. Jay và Lee ở đâu? Bọn họ thì ở bên cạnh Roswell. Ở đây chúng ta sẽ dùng they, hoặc nếu các bạn không dùng they, các bạn có thể thay thành Lee and Jay. Và các bạn thấy ở đây có hai người, rất là nhiều người nên chúng ta mới dùng are. Ở trên chỉ có một cloud nên chúng ta dùng is. The girl cũng có một nên chúng ta sẽ dùng is. Homework, bài tập về nhà, chúng ta sẽ luyện tập những mẫu câu ở trên. Và chúng ta sẽ viết mỗi mẫu câu 5 lần. Mỗi lần thay từ gạch chân thành từ mà các bạn muốn. Và chúng ta sẽ học thuộc các động từ to be. Và học thuộc các ngôi mà nó đi tương ứng với từng to be ở trên. Và chúng ta sẽ hoàn thành các câu hỏi còn lại ở trong tờ giấy bài tập đã được phát.